sau lưng mình đó các bạn, một cái dòi đụ của cái mặt bông kiếm Thiên Vũ nha các bạn, kiếm rừng Thiên Vũ. Mời các bạn xem cái clip sau mình quay giới thiệu về cái cây này với một cây nhạn tháng 8, hoàng nhạn tháng 8 nha các bạn. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thỏ Đam Mê. Thì mình lên vườn, mình sẽ quay cho bạn giới thiệu về cái mặt bông của hoa kiếm Thiên Vũ. Mà đặc điểm của cái chậu này đó các bạn, mình rất là thích. Hồi xưa mình mua về sổ đó các bạn, thì nó có một thân nhỏ tí tẹo thôi. Đây là cái thân mẹ nè các bạn. Mình tiếc quá, mình dâm mình trồng. Thì nay cũng khoảng một năm rồi, nó lên một bụi. Cách đây khoảng vài tháng thì nó ra được hai cái vòi bông các bạn, hai cái vòi bông thì khá là đẹp. Cái vòi bông này á, mặc dù nó ngắn, cái bông nó tương đối tròn nha các bạn, và cánh nó bầu rất là đẹp các bạn. Do đó mình mặc dù là nó kiếm Thiên Vũ kiếm mắm, nhưng mà mình rất là thích mặt bông này đó, các bạn. Nay nó lại ra thêm một chồi bông nữa các bạn. Trước đây nó sổ á, thì cánh nó rất là bầu đẹp lắm các bạn. Giờ cái khuôn bông nó rất là đều đặn, tròn tròn, chứ không phải là nó banh ra mà nó không đều nha các bạn. Nó tròn, nó cân đối, cánh bầu rất là đẹp. Thì hôm nay á, nó ra một giòi hoa nữa nè các bạn. Mình đem để đây mình đem để đây để cho cái giòi hoa nó ra tự nhiên các bạn. Nó sẽ thẳng hơn, nó không có mình để dưới đất á, thì nó sẽ ra, nó đụng đất rồi nó sẽ biến dạng cái vòi hoa của mình. Do đó mình đem ra đây từ rất sớm để cho nó tự nhiên, cái vòi hoa nó sẽ tủa xuống các bạn. Khi nào nó ra hoa mình sẽ quay cho bạn xem về cái mặt hoa của cây kiếm Thiên Vũ của cái chậu này nha các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ đi qua bên đây, mình sẽ quay cho bạn xem. Sáng mình lên thì mình thấy cây hoàng nhạn tháng 8 Gia Lai nè các bạn. Nó nở được một hoa rồi nè. Cây này thì năm rồi nó có hai vòi nụ nè các bạn, hai vòi. Và năm nay nó có tới 4 vòi luôn các bạn, 5 vòi, nhưng mà một vòi ở trên đây nè các bạn bị hư rồi, mình đã bẻ rồi. Ở đây còn lại là 4 vòi, là một vòi, hai vòi. Vòi này đang nở hoa nè, vòi này nó là vòi thứ tư nè các bạn, 4 vòi. Để mình ngửi coi nó thơm chưa nha các bạn. Chưa đâu các bạn, nó khoảng nở ra thì cách nó khoảng 2-3 ngày nó mới tỏ mùi hương thơm. Cây này cái nụ cũng lớn rồi nè các bạn. Cây này thì được 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 cái nụ các bạn. Cái vòi hoa này 19 cái nụ. Hôm nay thì nó đã nở hoa rồi. Thì cây này cũng khoảng mình chơi á các bạn, mình chơi chắc cũng khoảng được 1 tháng 2 tháng á. Tại vì cái nụ này nè, mà nó tàn đi thì cái nụ này lên, cái nụ này lên tới nụ này, tới vòi này, tới vòi này, xong tới vòi này. Các bạn thấy nó nở hoa rồi nè. Ở đây có thể là nó bị ngược ánh sáng đó các bạn. Thì nào khi nào mà nó nở hoa chắc cũng khoảng 2-3 bữa nữa mình sẽ quay cái clip cái này đem xuống mình sẽ trưng các bạn, trưng tại phòng làm việc hoặc là trưng trên bàn âm địa trang trí cho nó đẹp các bạn. Cái này khá là đẹp các bạn ơi. Năm nay thì bông nó cũng tương đối lực á các bạn. Mình trồng cũng được gần một năm rồi. Cây bên đây cũng là cây tháng 8 nè các bạn. Cái dòi nè, dòi nụ này 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mấy cái vòi, 20 mấy cái
cái bông các bạn, hai mấy cái nụ, khoảng 24 25 cái nụ gì đó. À, một cây này nó cũng ra nụ rồi nè các bạn. Ở đây mình thấy nó nảy một cái nụ nữa rồi nè, cây này nè. À, các bạn thấy không? Đó. Mấy cây này thì năm rồi nó nở hết rồi các bạn. Cây này nè nó ra vòi hoa nè, mà nó bị hư nè. Đây, đây cũng là một cây tháng 8 nè các bạn. À, nó ra một cái vòi nụ ngay đây nè. À, nó mới nhú à các bạn. Cây này còn khoảng 2 tháng nữa, hơn 2 tháng nữa mới nở. À, mình cho mình các bạn coi một cây nữa mà nó, mình cũng, nếu các bạn nào có coi được cái clip của mình thường xuyên các bạn sẽ biết cây này. Ở này nó ra cũng nụ khá là to rồi. Năm nay là năm, có thể nói là cái nhạn tháng 8, hoàng nhạn tháng 8 của mình nở ra nhiều các bạn. Đây được 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 8, 20, 22, 23 cái nụ. Được 23 cái nụ. Cái này to lắm nha các bạn. Rồi, mình sẽ quay lại cây mà nó nở hoa cho bạn xem. Vậy thế cái mùa này là cái vườn nhạn của mình á, khoảng 4 cây. 1 2 3 4 5 cây các bạn. 5 cây đang có nụ và đang trổ hoa. Đó, bây giờ nắng lên các bạn. Nắng lên thì mình quay nó đẹp hơn. Đẹp quá các bạn ơi. Cây hoàng nhạn tháng 8 này mà nếu mà nó nổ hoa các bạn, nội mà nó ra 2-3 cái hoa thôi là nó cũng thơm ngát luôn rồi các bạn. Còn mà nó nở 4 vòi hoa như thế này thì thôi hỏi ôi luôn, ối dồi ôi luôn các bạn ơi. Mê quá. Cây mấy cây này á, thì cũng là tháng 8 luôn. Và năm nay cây này nó, các bạn thấy này, khá là lớn, nó đẻ được một cây con rồi các bạn. Đẻ được một cây con rồi nè. Nó ra rễ nè các bạn thấy lực không? Nó khủng khiếp. Cọng rễ nào cọng rễ nấy bự chán. Cái này, cái vườn nhạn này nè bạn, hy vọng năm sau á nó sẽ trổ điều luôn các bạn. À, mình ghép vô cây này, ghép vô khúc lũa nè các bạn. Rồi lúc đó mình mua rời hết trơn. À, mình mua nhạn rời tách ra, mình về mình ghép lũa. Mới đầu nó đi rễ tốt lắm nha các bạn. Sau này cây lũa này không hiểu sao nó khô quá các bạn. Nó khô. Nên cái rễ mình không có đi tốt nữa. Bây giờ mình lúc nào nước cũng nhiễu ẩm ướt nè bạn. Đi rễ rất là tốt nè. Mình cũng cứ để 4 cái vòi hoa mình chơi luôn các bạn. À, mình không sợ đâu. Mình trồng mình chơi mà, ví dụ ai thích thì mình chia sẻ, còn không thích mình để chơi tiếp. Đó, mình để chơi như nó như thế nào cho nó ra mặt bông đã đi. À, hết sức nó có thể đi. Rồi nữa lên trên những lá trên mình dưỡng lại. Còn cây dưới thì thí dụ như nó có mất sức nó rụng lá thì nữa sau này nó sẽ lên mầm con. À, mình cũng chả sợ cái điều đó các bạn. Các bạn giờ thấy nụ nó đã ra không? À, cái này 20 mấy nụ nè các bạn. À, cái vòi này nè. À, rồi
Thì hôm nay mình quay các bạn cây kiếm tiên vũ mà hoa đẹp với một cây mấy cây nhạn tháng 8. Nó đang có nụ và đang trổ hoa nha các bạn. Còn bây giờ thì mình xin dừng cái clip tại đây. Các bạn nhớ ủng hộ kênh mình bằng cách đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi cái kênh của mình nha các bạn. Thì cái kênh của mình thì mình làm cái cuộc sống hàng ngày của mình, cũng như chơi những cái thú mà mình đam mê các bạn, như mọi người khác thôi. Nấu ăn, đi chơi, mua sắm, đi du lịch, trồng cây, trồng hoa kiểng, trồng rau sạch nha các bạn. Mình quay tất cả những cái gì công việc mình làm mà thích hợp, phù hợp với các bạn, giống như cuộc sống đời thường của các bạn thôi, cho các bạn xem. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Cảm ơn tất cả các bạn.